xin kính chào tất cả quý bà con một lần nữa là đến với kênh sách quý gia truyền ngày hôm nay nếu như quý bà con nào còn ở trên gia lai thì hãy mau mau về đi vì thầy đã không còn ở gia lai nữa đâu mà thầy đã chắc chắn ở dưới khu vực nha trang rồi thưa quý bà con cũng anh em cũng mới biết được ờ, anh đang, đây nhưng mà đúng ra thì anh em cũng chưa dám mà chia sẻ nó cụ thể rõ ràng để mà sợ là nó nó chưa à, có nắm bắt được cái thông tin mà à. chính xác mà nói giống vậy thì sợ bà con mình hoang mang chưa biết cái chỗ nào nó Hả? chính xác cho nên là từ chỗ đó cho nên anh em mà là cũng chưa có dám chia sẻ chính thức quý vị. Đó thì hôm nay thì đã biết là nó cụ thể là nó rõ ràng thì nó cũng nói chung là nó cũng đã có cái tin vui về sư thì giờ thì cũng được chính quyền địa phương bảo vệ an toàn ở trên đó đất cánh què này nói uh, cho quý vị uh, dễ hiểu nhưng mà cái sự mà tiết lộ uh, những cái chỗ mà để mà mà rõ ràng thì uh, mong quý vị thông cảm cho các anh em tự vì nói chung là các anh em cũng chưa có dám uh, tiết lộ cái những cái thông tin này ở đâu cụ thể rõ ràng thì cứ biết sư đã uh, có mặt ở uh, Khánh què này thì nói chung là cho quý vị cũng đã là là, là là an tâm rồi đó rồi còn uh, những bà con nào mà ở trên uh, khu vực gia lai thì mà mình còn chờ đợi sư á thì không có sư không 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 còn ở trên đó đâu đừng có nghĩ là sư đã có người lên tiếng khẳng định về điều này à, anh ba tiều ở núi sạn một người đã thân cận với sư thích minh tệ để khoảng 5, 6 năm sáu năm trời khi mà sư quay lại nha trang thì anh ba tiều núi sạn này anh cũng là người để sắp đặt an ổn cho sư ẩn tu vào mùa an cư kiết hạ này cơ quan chức năng như cô chú anh chị thì mình sống cũng thương tôn pháp luật các cô chú anh chị cứ yên tâm tại vì á, là anh ba tèo là cũng gần sư á, là 5 năm gần 5 năm như cô chú anh chị thì các cô chú anh chị cũng đã hiểu là như thế nào và cái ý của sư như thế nào thì anh tèo cũng nắm bắt được à, cô chú anh chị nha thì qua một uh, uh, thời gian làm việc thì uh, tới giờ thì cũng như là cái uh, mong muốn cái ý nguyện và cái ước nguyện của anh tèo thì bây giờ anh tèo đã uh, thực được. hiện được và ảnh cũng nói luôn là trong thời gian này sẽ không còn hình ảnh nào của sư minh tệ xuất hiện ra nữa hiện tại sư vẫn được an ổn và sư đang vui vẻ thoải mái đang được an lạc ở cái không gian cũ của sư khi mà sư ẩn tu khi mà sư tu tập năm sáu năm nay không bị sao hết thông tin là như vậy thật chất là sư luôn biết có những người đi theo sư để trục lợi sư tu với bà con Ví dụ như ngày trước ở trong tăng đoàn có rất là nhiều người sư biết chứ Sư cũng biết là có những cái thành phần đi theo để quấy phá đi theo để nhằm trục lợi Nhưng mà sư cũng để cắt đuôi được sau khi mà về Gia Lai Nhưng mà khi về Gia Lai hồi bữa giờ lại lâm xùm những cái vụ những cái người từ thiện tới gặp sư Làm ảnh hưởng tới hình ảnh nhà sư và những người trong nhà sư Những điều đó sư đều biết hết thưa quý bà con Và cuối cùng là ngày hôm nay khẳng định là ngày 18 tháng 7 năm 2024 là thầy đang ẩn tu tại Nha Trang trong mùa an cư kiết hạ này thưa quý bà con. Nếu như quý bà con còn chưa có nắm được cái thông tin này thì quý bà con hãy cứ qua kênh của anh Ba Tèo núi Sạn thưa quý bà con thì quý bà con sẽ biết anh này là con người như thế nào và thời gian qua anh thời gian trước anh này đã thân thiết với sư Minh Tệ như thế nào. Thì quý bà con sẽ nắm rõ và thời gian tới à, những cái youtuber ở Nha Trang Nhưng mà những cái người á, mà đã lâu nay đã hồi trước á, đã gắn bó với lại sư Khi mà sư mới tới tu tập cho tới bây giờ Thì những người đó sẽ được tiếp cận với sư và được nói chuyện trò chuyện với sư à, Lâu lâu mấy ảnh sẽ cho ra những cái thông tin Chứ từ bây giờ à, ít nhất là trong mùa an cơ cái hạ này Thì sẽ không còn cái hình ảnh nào của sư thưa quý bà con những cái thông tin này thực chất là những anh em youtuber ở nha trang đã nắm từ uh, lúc mà sư tới nhưng mà không ai muốn đưa ra những cái thông tin này tại vì cần phải sắp xếp về khi xong tất cả mọi thứ à, đến khi mà anh ba tiều núi sạn lên tiếng thì những anh em khác mới bắt đầu lên tiếng để khẳng định cái việc đó thưa quý bà con và thời thời gian này quý bà con xin nhắc lại ở trên gia lai đó là đang mùa mưa gió nên là quý bà con hãy nếu như cần ở lại để mua trái cây hoặc là tham quan trên khu vực gia lai thì hãy cứ ở lại nhưng mà nếu lên chỉ để gặp sư minh tệ thì quý bà con uh, chia buồn trong lần này với quý bà con là sẽ không gặp được sư minh Tuệ ở gia lai có nhiều kênh thông tin đưa là sư vẫn ở trên gia lai nhưng mà ở một nơi khác thì đó là những thông tin mang tính chất sai lệch thưa quý bà con và trong thời gian từ hôm nay cho sắp tới về đi thì quý bà con hãy đăng ký và theo dõi kênh của những anh em đưa tin về sư thích minh tuệ ở trong khu vực nha trang này ví dụ như anh bà tèo núi sạn một cái người mà rất là dễ thương và rất là hiền hậu thưa quý bà con cùng với những anh em khác sẽ có điều kiện tiếp cận với sư sẽ có được những cái cuộc trò chuyện với sư À, và khẳng định lại là trong thời gian bây giờ thì những cái hình ảnh của sư sẽ không có được lộ lộ ra Giống như hồi trước thưa quý bà con Và à, sư đã có chia sẻ với lại một trong số những cái anh này Là trong cái thời gian mà sư mới vừa xuất hiện gần đây á Là do những cái người mà đổ xô lên để chờ tìm gặp sư quá nhiều Nên là sư mới xuất hiện trong thời gian vừa qua Thì uh, cũng đã thỏa nguyện được với... Uh, nhiều quý bá tánh đã lên gặp sư những cái quý bá tánh ở nước ngoài mà bay về mà gặp được sư Minh Tọa thì rất là may mắn còn những cái quý bá tánh ngày hôm nay ngày hôm qua từ khi mà sư không còn xuất hiện ra đi khất thực nữa không được gặp sư thì đó cũng là một điều rất là đáng buồn xin chia buồn với tất cả những quý bà con đó nhưng mà dù sao nếu như ở nước ngoài quay về Việt Nam thì đó cũng là một điều rất là hoan hỷ rồi đúng không quý bà con thăm lại quê hương của mình thì đó cũng là một cái điều tuyệt vời và rất là tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng khi mà ngày hôm nay khẳng định và chắc chắn là sư Minh Tề đã quay trở về lại Nha Trang và hồi bữa giờ cũng rất là hay ngồi ở trước núi Sạn để nhìn ngắm cái núi Sạn thôi thì y như là có một cái lực gì đó nó thu hút và cuối cùng lại nghe được cái thông tin là thầy Minh Tề đã quay trở về về những cái cô bán nước á nên hỏi thông tin những cái cô đó thật sự những cô đó là những người rất là uy tín tại vì họ bán nước ở đó mấy chục năm rồi thì có thông tin gì đó. thì hỏi người đó là rất là dễ thì con có hỏi một cái cô bán nước ở đó thì cô ấy nói là có xuất hiện mà không có biết là, là phải sư minh tuệ hay không thì bây giờ thì cũng để khẳng định thì sư minh tuệ đã ở một cái khu vực nào đó đang cố định và đang ẩn tu trong mùa an cư cái hè này và không ai uh, sẽ có hình ảnh của sư minh tuệ trong cái giai đoạn này À, để cho tình hình để mọi thứ nó sẽ lắng động lại à, tất cả mọi thứ cho hiện tại nó đang nháo nhào lên người thì trục lợi sư người thì đi theo tăng đoàn làm tất cả mọi thứ và mọi thứ nếu mà cứ diễn ra tiếp như hồi bữa giờ thì chắc chắn nó sẽ theo một cái chiều hướng xấu người nhà sư trước mắt đã bị à, bị này bị kia tiến ra tiến vô rồi à, đang là một cái vị giám đốc anh cả của sư minh tệ đang yên đang lành đang là một cái người làm vườn trồng sầu riêng cũng đang yên đang lành những ngày đầu mà lên hình ở mặt mày của anh thì ngơ ngác còn bây giờ hai anh cũng như là những người diễn viên gì cũng nổi tiếng với những cái drama xung quanh không biết từ đâu lại dựng lên những câu chuyện đó rồi gây ảnh hưởng tới người nhà của sư rồi thời gian trước ba mẹ của sư có bệnh liên miên thì mọi thứ như vậy nó không tốt đẹp rồi quý bà con và tốt đẹp nhất bây giờ là sư đã quay trở lại với mảnh đất nha trang thân yêu này và ở đây cũng có rất là nhiều vị sư cũng đang ẩn tu thưa quý bà con và con biết chắc chắn là có ít nhất ba vị sư cũng đang ẩn tu ở đây chứ không phải là chỉ có một mình sư minh tuệ ở cái khu vực này tại vì hồi trước ở khu vực này cũng có rất là nhiều sư ẩn tu và chắc chắn sẽ có những cái cách và có những cái biện pháp để cho nhiều quý bà con không có tụ tập ở đây và không làm phiền cái quá trình tu tập của sư à, hiện tại thì con không chắc chắn đó là mãi mãi thưa với bà con nhưng chắc chắn trong mùa an cư kiết hạ này thì hình ảnh của sư sẽ không có hoặc là cực kỳ hiếm quạ ra của một uh, uh, quý bé tánh nào đó để vô tình chụp lại hoặc là à, sư đứng trên một tảng đá để nhìn trời ngắm mây gì đó thì ở phía dưới chân núi có thể chụp hình lại được thưa quý bà con thì ngoài mây ra sẽ có những cái hình ảnh của sư như vậy chứ hiện tại thì những hình ảnh sư sẽ không được phát tán tràn lan như thời gian trước nữa nên là những cái hình ảnh mà à, nói là xuất hiện sư minh tuệ như thế này như thế kia từ ngày hôm nay từ bây giờ nha thì đó là những hình ảnh cần phải xem xét kỹ lại nha tại vì Hiện tại đây, nhà con và những anh em YouTuber ở Nha Trang sẽ biết rõ nhất về những vấn đề đó và sẽ biết nhanh nhất những vấn đề đó. Nên là quý bà con cần tìm những cái kênh mà đang ở Nha Trang và đang ở uh, cận kề với Sơn minh tuệ Từ ngày trước đó, ví dụ như anh Tiều núi Sạn này thì quý bà con hãy theo dõi kênh của anh này, không có quảng cáo gì hết nhưng quý bà con uh, và không biết anh anh Tiều núi Sạn này là anh Ba Tiều núi Sạn này là ai luôn. Nhưng mà có xem một vài clip của ảnh thì thấy cái cách uh, chia sẻ của ảnh về thông qua một vài clip nói chung là làm cho có cái sự thiện cảm rất là nhiều nên là qua đây uh, con cũng uh, hay nhắc tới anh anh đó người nào tốt thì mình nhắc thôi thưa quý bà con và thời gian tới thì có vẻ như là anh này sẽ đưa thông tin uh, về sư thích minh tệ chính xác và thiết thực nhất thưa quý bà con tại vì đây là những anh em ở khu vực núi sạn thì con cũng ở gần núi sạn nhưng mà anh này cũng ở núi sạn cô hy vọng sẽ gặp được anh này để có thể nói chuyện và có thể lấy thêm được một vài thông tin gửi tới tất cả quý bà con nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con hẹn gặp lại quý bà con ở những clip có thể là chiều nay tối nay hoặc là khuya cảm ơn quý bà con rất nhiều